Xin chào đại gia đình. Hôm nay mọi người có khỏe không? Mọi người vẫn luôn vui vẻ phải không nè? Mình mong các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Rồi hôm nay mình xin chia sẻ về một cái clip này về mình đi gửi đồ ở bưu điện á. Mình có thể em gửi một cái túi á, thì là gửi ngoài nước là 35 đô, trong nước là 8 đồng. Mình muốn để bao nhiêu cũng được. Thì các bạn cứ hỏi người xung quanh và tham khảo thêm nhé. Mình sẽ đến bưu điện và sẽ lấy một cái túi ha, và một tờ giấy gửi Việt Nam và một cái tờ giấy điền địa chỉ. Cái bao này á thì đựng bao nhiêu cũng được hết á, đại miễn dán được cái này lại là được thôi. Thì trong bưu điện có đó, khoảng cỡ 2 gang tay á. Nếu gửi trong nước thì mình chỉ cần lấy tờ giấy này, điền địa chỉ và nơi đến thôi. Còn ngoài nước thì mới thêm một tờ giấy nữa. Và tờ này thì là cái tờ phiếu các bạn điền để gửi về Việt Nam hay đi nước nào đó thì tùy các bạn. Thì mình cần thêm cái tờ này. Mình đến bưu điện thì người ta sẽ cho mình thôi. Đây là cái bao, mình có thể bỏ đầy cái này nha và dán lại. Mình cũng ráng kiếm được khoảng 2 cái bịch mặt, 2 cái cỡ 100, một hộp là 50 cái, 2 cái là 100. Mình cho vào thử nha. Cái tên ở đằng sau lưng tôi không phải chồng tôi đâu đó nha, cái thằng cha hàng xóm á. Có ai chịu anh đó luôn không, tôi gả luôn cho. Chúng ta có thể bỏ được 6 chai nước rửa tay khoảng 2 ao. Rồi cuối cùng thì khoảng 120 cái và 6 cái chai sanitizer là đầy cái bịch ha. Rồi mình sẽ dán lại đem đi gửi thôi. Bây giờ Việt Nam thì ha, khan hiếm bịch mặt. Mình chỉ có gửi về cho gia đình mình xài thôi, chứ không có buôn bán gì hết. Nếu ai mà ở bên đây mà có dư bịch mặt á, thì nên gửi về cho gia đình đi, để cho họ phòng tránh tốt hơn. Còn ở Việt Nam thì bây giờ mình thấy nó quá hiếm. Bên đây hiện tại bây giờ cũng đâu còn đâu. Mình cũng nhờ người ta giúp mua thôi chứ cũng không có nhiều nữa. Và bây giờ mình sẽ đi đến bưu điện gửi thôi. Đây là bưu điện nha. Mình đại diện đi gửi cho mấy người ở tiệm luôn nữa, nên cả túi nữa đó, bao cái món luôn. Bưu điện thì người ta không có cho mình quay phim đó, nên thôi mình sẽ tắt máy. Có gì một chút mình sẽ cho các bạn coi sau nha. Và sau khi mình gửi xong á thì mình sẽ có được một cái biên lai xác nhận là mình có gửi, và nó có cái mã số để mình có thể vào mạng coi hàng đang còn trong nước Mỹ
và đã đi đến đâu và đã ra đến Việt Nam chưa để mình tìm, và nó có được có bảo hiểm trong đó mình khai đồ mình là 200 thì nó sẽ tính với mình. Thôi mà mình đâu muốn thất lạc, bịt mặt mua bây giờ rất là hiếm và khó lắm các bạn ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho mình nha. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe. Có sức khỏe chúng ta có tất cả cho ngày mai nha. Một ngày tươi đẹp sẽ đến với các bạn. Cảm ơn nhiều.